Nhật xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn thân mến. Thì hôm nay Nhật sẽ làm một cái vlog nhỏ cũng như là một cái video nho nhỏ để thay lời cảm ơn chân thành đến một cô khán giả. Một cái người cô này đã luôn luôn theo dõi những cái bước hành trình của Nhật khi mà Nhật chia sẻ về câu chuyện Ngân Nga. Và không phải riêng Nhật mà cô đã đồng hành rất là nhiều những chương trình khác. Và ngày hôm nay cô có tặng cho Nhật một cái thùng quà. Thì Nhật muốn thay lời cảm ơn và làm một cái video này gửi đến cô, coi như là một cái món quà tinh thần của con. Và con xin phép cô chia sẻ hết cái phần quà này ở trong đây để cho quý khán giả cùng xem. Con không quan trọng là giá trị hay không, nhưng mà con quan trọng là cái tình cảm mà cô đã gửi cho con từ phương xa, từ ở một phương trời xa xôi trở về khi gửi về Việt Nam. Thì một cái cuộc hành trình cũng rất là dài. Đây, xin mời tất cả mọi người cùng xem với Nhật nha. Tại vì một mình làm, mình quay luôn, cho nên là có gì sai xuất thì mong mọi người bỏ qua cho Nhật nha. Đây, trước tiên là mình gỡ hết những cái này là mình để cho nó bị đừng có cấn cái đồ quá mọi người. Và không phải cái thùng quà này là riêng mình của Nhật, mà thùng quà này là cũng có của một anh YouTuber nữa, tên là Nhất Phương. Thì cô có nhã ý là tặng cho anh Phương, nhưng mà bữa giờ Nhật liên lạc cũng như là nhắn tin với anh Phương mà chưa thấy anh Phương hồi âm cho Nhật. Thì mong là cái video này lên thì khán giả của anh Phương, anh Nhất Phương có thể là cho Nhật xin số điện thoại của anh Phương để có dịp Nhật gọi để mà gửi cái tấm lòng của cô. Xin bật mí với mọi người, cô tên là Thí Hương nha mọi người. Cô là cô Thí Hương, cô ở Mỹ. Đây là một hộp bánh. Đây, một hộp bánh này là của anh Nhất Phương, Nhật sẽ để riêng một bên. Cô rất là tỉ mỉ khi mà gửi gắm những cái phần quà cho mọi người, là cô ghi tên, cô dán băng keo rất là rõ ràng luôn mọi người. Đó, hộp bánh của anh Nhất Phương nha. Mình phải coi kỹ cái nào là có tên của anh Nhất Phương thì mình để riêng. Rồi, cái là cái này của Nhật. Là quan trọng một điều nữa là cô là một cái người rất là tỉ mỉ luôn quý vị. Cô có ghi hai cái tờ giấy. Đây, cô ghi hai cái tờ giấy, một trong một cái bao thư như thế này. Là một tờ giấy là của Nhật, một tờ giấy là của Nhất Phương. Đây, một cái tờ giấy này là của Nhật đây. Một cái tờ giấy này là của anh Nhất Phương. Thì Nhật sẽ thay mặt cô liên lạc với Nhất Phương để mà gửi cho anh Phương. Cái này là bỏ dưới đây cho anh Phương. Đây là một bịch kẹo. Đây, bịch kẹo này là của anh Phương luôn. Bịch kẹo này là của anh Phương luôn. Đây là một cái hũ hạt nêm. Hạt nêm này ăn rất là tốt cho sức khỏe mà cô đã chia sẻ với Nhật. Nhật xin nói với mọi người nha, là một chút xíu Nhật sẽ chia sẻ một cái câu chuyện về một cái cô khán giả, một cô Mạnh Thường Quân. Cô này là một cái cô đã luôn luôn theo dõi chương trình của Nhật, chứ không phải là cô mà theo cái bình thường là cô ruột. Hiện tại là cô ruột của Nhật cũng có ở Mỹ, nhưng mà thôi cái chuyện đó mình bỏ một bên đi, thì mình đang nói về cái chuyện chính ngày hôm nay hả quý vị. Đây là những cái hũ mà mình ăn rất là tốt cho sức khỏe. Thay vì mình dùng bột ngọt hạt nêm, mình dùng bột ngọt. Thì cái này mình không có dùng bột ngọt, mà mình dùng cái này là nguyên liệu tự nhiên từ các trái cây hoa hỏa. Đây là của Nhật, để qua bên nha quý vị. Cô tặng cho Nhật, để qua bên. Bây giờ mình coi cho cái tờ giấy này của anh Phương là cái gì đi. Hai bịch kẹo ho là cái này, một hũ hạt nêm là cái này, Yinxi, một hũ Yinxi đây. Đây là một hũ Yinxi, và đây một hũ Yinxi cho anh Phương. Super không nhiều không gành tiếng Anh quý vị ơi. Cái này có super vitamin D3 cộng Yinxi. Vitamin D3. Là cái này. Đúng không quý vị? Đây là vitamin D3, vitamin C của anh Phương luôn.
còn cái này là cô gửi cho Nhật. Ở một bên đây có Nhật Phương, có tên cô rất là tỉ mỉ luôn quý vị ơi. Nhật phải kiểm tra lại cái tên nào của anh Phương này, Nhật để một bên để gửi cho cô. Đây là cái Vinci nha mọi người. Vinci này rất là tốt nha, rất là tốt. Trời, cô phải đi vô shopping, cô mua từng cái như thế này, cô gửi về tặng cho Nhật. Và Nhật hứa là ví dụ như bà con, cô bác, anh chị em nào cần á, thì Nhật sẽ gửi tặng lại một chút xíu. Thì là non. Đây là bốn Nhất Phương luôn nha quý vị, để qua một bên. Thái Lan non luôn. Đây một củ Vinci nữa đây. Đây là một kẹo sô-cô-la. Đây là một hộp kẹo sô-cô-la luôn. Đây là của anh Nhất Phương nha. Cô có để tên rất là rõ ràng luôn mọi người. Của Nhất Phương để qua một bên. Đây, một hộp kẹo sô-cô-la. Sô-cô-la của Mỹ nha quý vị. Và đây là hai bịch kẹo ho. Thì bây giờ Nhật sẽ kiểm tra lại coi của anh Phương bao nhiêu món đồ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 4, 5, 6, 7. Là của anh Phương là 8 món. Đó. Thì ngày hôm nay mà Nhật muốn quay một cái video này, cảm ơn cô và xin chia sẻ với lại tất cả mọi người, quý vị khán giả. Cô mà tặng quà cho Nhật á, cô tên là Thúy Hương. Thì khi Nhật biết qua cô là ngay lần đầu tiên là cô có gọi điện cho Nhật và cô có tâm sự và nói chuyện với Nhật khá là nhiều. Thì cô cháu thật sự mà nói, bản thân của Nhật á, khi mà Nhật làm những video là có sao Nhật nói Nhật cũng như vậy, chứ mình không có sắp xếp hay là văn tự gì kia để cho mọi cái nó hơi bị hoa mỹ quá thì cũng có làm. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà nhận được tất cả những món quà của cô, và đặc biệt hơn nữa là một cái món quà rất là giá trị mà bản thân của Nhật luôn luôn phải ghi nhớ, thì cái đó là Nhật xin phép không có nói. Nhật xin phép là có thể là Nhật giữ riêng giữa Nhật với lại cô. Thì quý vị như các bạn biết không, khi Nhật biết được cô á, thì trước đó là cô đã làm rất là nhiều việc thiện nguyện. Cô làm rất là nhiều, tất cả những ở miền Tây, miền Bắc, hay là tất cả những cái chương trình thiện nguyện, cô đều mang đến một cái sự tích cực cho mọi người. Và khi đến với Nhật thì khi cô và Nhật có một cái duyên lành với nhau giữa một phương trời xa xôi, mà cô cháu lại gặp nhau và liên lạc với nhau. Và Nhật là một cái người luôn luôn bắt gặp những cái trường hợp khó khăn, những cái mảnh đời cơ nhỡ, và cô là người luôn luôn xem được cái việc làm của Nhật, và cô có đồng hành với Nhật bằng những cái vật chất, những cái hiện kim để mà Nhật có thể tiếp sức một chút xíu công sức của Nhật và cái kinh tế của cô để mà tặng lại cho những bà con đó. Thì phải nói là cô là một cái người tu tại gia nha quý vị, nhưng mà cô lại có một cái tấm lòng thiện nguyện, là vì cô là một người đạo Phật, cô tin vào Phật pháp, cô tin vào mọi thứ xung quanh và đời sau kiếp sau, cho nên là cô làm cái việc rất là tốt. Nên là Nhật cũng là một cái người không phải là kinh tế khá giả, nhưng mà Nhật không phải quá khổ. Nên là đôi khi những trường hợp mà Nhật bắt chợt khi Nhật quay là mình có cảm xúc, là mình mới quay, mình mới có những cái câu chuyện để mình ngồi chia sẻ với cái người mới phụ. Thì đó là một trong những cái mà ngày hôm nay Nhật muốn chia sẻ. Thì chia sẻ là vì cô không có muốn xuất hiện, cô không có muốn xuất hiện trên những cái video hoặc màn hình của cô. Cô là một người âm thầm lặng lẽ làm việc thiện, mà cô làm từ cái kinh tế của cô, chứ không phải là cô quyên góp nha mọi người. Và một ngày gần nhất thì nếu
cô về Việt Nam, thì biết đâu đó những có duyên thì cô cháu xuất hiện trên một cái video cũng như là một cái kỷ niệm. Mà thật sự mà nói không phải là vì mà những cái món quà ở đây mà Nhật lại phô trương, lại nói những cái lời hoa mỹ, không phải là như vậy. Nhưng mà con cũng rất là chân thành cảm ơn cô, cảm ơn cô từ một cái phương trời xa xôi mà cô đã quan tâm đến những người mà con khó khăn, quan tâm đến những cuộc đời bất hạnh trong cái cuộc sống tình hình dịch Covid hiện tại, và mãi mãi về sau cô cũng luôn luôn giúp đỡ mọi người đó. Nên là nói thì nó hơi dài dòng, nó hơi liên miên, thì Nhật xin có gì mà không phải thì mọi người có thể bỏ qua cho Nhật, và mong tất cả mọi người yêu thương thì mọi người nhớ ủng hộ kênh của Nhật, nhớ đăng ký subscribe. Và một lần cuối cùng con xin chân thành cảm ơn cô Thúy Hương đã gửi cho con một chút quà như thế này, và anh Nhất Phương, con thay mặt anh Nhất Phương cũng cảm ơn cô. Những người làm YouTube thì những người làm những việc chính nghĩa thì mình gửi lời chân tri ân đến cái người đã luôn luôn giúp đỡ những cuộc đời trong xã hội này.